Anh Tibi, em đã bẻ được cái gầy lò xo 60kg của anh rồi. Anh có còn thách em bẻ lò xo của anh nữa không? Ủa, mình phải làm cho nó hết sức rồi mới thách đấu với nó. Em bẻ lại một lần xem coi nào. 60kg rồi. Anh nhìn em đang còn lâu lắm. 60 mà không bẻ được thì